Kính thưa cô bác anh chị em, thì phái đoàn mình hiện giờ đang đến mẹ Nam Hải nha quý vị. Dạ chào quý vị nha. Lúc này có khoảng 6 giờ rưỡi tối nha quý vị. Dạ. Rồi chào mấy chị với con nha. Dạ dạ. Dạ. Phái đoàn mình đang đi nha quý vị. Đây là tới cổng Quan Âm Nam Hải nha quý vị. Các tài xế chú ý không dừng đổ xe trên tuyến đường có biển cấm. Dạ. Rồi chúc cái đồng mình đi vui vẻ nha. Rồi 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 nguyên phải đoàn mình đâu hết này, mình đốt nhang, đốt chú này đốt nhang nè, bỏ cơ giữ đồ. Ai? Hello, 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 kính mời cô bác anh em, kính mời quý vị đồng xá, ba xá, có vị trí đồng nghiệp. Và các thương đưa lên đá, đồng giấy. Kính thưa cô bác anh em, bữa nay là ngày mùng 4 Tết, tất nhiên là đầu năm, thì cái đoàn của chúng con từ huyện Phú Thanh, xã Phú Sinh, đồng tụ trở về đây trước đền thờ của bà đồng nguyện cầu cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc, và cầu cho chủ quyền thất tổ được siêu thăng nơi miền cộng đàn khó vỡ trần lưng, và cầu cho cha mẹ tại đường tăng long phúc thọ, cha mẹ quá khứ trực dạng tây phương, và cầu cho cái đoàn của chúng mình khi đi cũng như khi về, đi đến nơi về đến chốn, và cầu cho mấy đoàn mình đi chuyến đi thì về nhà thăm tâm thường an lạc, phát quả bồ đề, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công tất quả. Mời quý vị chuẩn bị đồng giá một xá, thu hương thống nhất. Trong khi chờ đợi quê hương, tôi xin trân trọng ngâm lại một lòng dạ của Đức Thầy, trân trọng kính mời cho quý vị cùng cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà.
Đà Phật. Nam Hải Quang Âm lấy tình bình, cảm nhận dương liệu xuân sang đàm anh dương màu, ôi một lòng chẳng bỏ có sống. Lòng ta gặp cảnh rối tơ giò, gắng đường khơi về một đồng tôi lo ngoài lo mày không sao. Mà quý vị sáng một sáng chắp tay vô ngực một bài ngũ nguyện. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cử Quyền Thất Thổ Tịnh Độ Sư Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quán Thứ Nhục Dạng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Quá Tánh Dị Dân Từ Tâm Đắc Ái Giải Thoát Mê Đi. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội. Đệ tử tiêu nay tịnh sự trí huệ thông minh minh giai đắc đạo quả. Bà quý vị quỳ xuống lại bốn lại. Đảnh lễ. Đảnh Nam mô A Di Đà Phật. Kỳ đồng đảnh lễ. 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 Chính giữa sáng Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Thế Chín Bồ Tát, bên phải Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, chính giữa Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày buổi làm lễ đến đây tôi nhiên mạng bây giờ chắp tay vô ngực xá ba xá có những ý đồng nguyện thì chắp tay lưng lên trán trái cuối cùng cũng dâng trước ngũ nguyện cầu cho thất tổ ý đồng thiền. Nay con tịnh độ và trí dốc tu thiền tạo phúc duyên bà nguyện đứng lên sáng một xá chắp tay vô ngực cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài không nhọc nhằn dài con chứng giữ đạo hạnh tu bầu tông tổ xuất thân phật đài nguyện làm có đẹp mặt mày tốt hơn khổ hải như đài được lên con giờ đức đã về trên độ con ngộ đứng bền đầu tư mà quý vị quỳ xuống lại chúc lại đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và đồng đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều người cúng lại mà quý vị đứng lên xá thẳng chính giữa ba xá và đến ra tam bảo mà quý vị xá ba xá có vị trí đồng nguyện và đồng chắp tay đưa lên trán trái. Nam mô ba bà giáo trụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ba bà giáo trụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ba bà giáo trụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Thập Phương Bát, Nam mô Thập Phương Bát, Nam mô Thập Phương Bát, Nam mô Bát Tổ Bát Thầy Quán Thượng Cảnh Đại Thần Quán Thượng Thần 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 Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Cầu Lần Đại Bi Khổ Độ Chúng Sanh Nam Mô Đà Phật. Nam mô Nhất Thiết Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hậu Thượng Phật Từ Bi Phật Thương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Phủ Quyền Thất Cọ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Thanh Long Thọ Phụ Mẫu Hóa Quý Dạng Thế Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Quá Tánh Dẫn Dân Từ Tâm Bát Ái Giải Thoát Ly Ly. Nam mô Phụ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Điện Tử Tiêu Tai Thịnh Sự Trí Huệ Bình Minh Giây Đắc Đạo Quả. Thì mau quý vị xuống lại bút lại nghe đồng thanh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe đồng thanh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe đồng thanh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe đồng thanh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe đồng thanh lễ. Chính giữa sát Nam mô A Di Đà Phật Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Anh Hải Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ mà quý vị xem cho bài Phật thiên. Nam mô Tam Bảo Nam mô Tam Nguyện Cầu Bảo Đại Đường Thanh Long Thọ Phụ Mẫu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Quá Tánh Dẫn Dân Từ Tâm Bát Ái Giải Thoát Ly Ly. Nam mô Bổn Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Xá Tội Nghiệp Tử Tiêu Tai Thịnh Sự Trí Huệ Bình Minh Giây Đắc Đạo Quả. Nhờ mà quý vị đồng nguyện cho đại chúng tăng đồng thanh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thanh lễ. Đồng thanh lễ. Do đồng thanh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng thanh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nửa sát Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam m
Nam Mô Di Đà Phật, Bồ Đề Đại Trí Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật. Và quỳ quỳ xây vô của quyền. Đàm của quyền xá ba xá. Nam Mô Di Đà Phật. Bảo vệ quân sát nhân dân bảo vệ quân 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 bảo vệ quân. Cái đằng cái máy chạy lắm bây giờ.